nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán, thán tăng. Phụ lục Vài ba chuyện của Lão Pháp Sư Minh Sơn Tác giả Tịnh Căn Vì thị giả thường theo Lão Pháp Sư có việc phải đi, do đó tôi có duyên làm thị giả tạm thời của Lão Nhân Gia, phụng dưỡng trước sau. Trong những ngày tháng ngắn ngủi đó, tôi phát giác nhất cử nhất động của lão nhân gia đều thể hiện tinh thần của phật pháp thầy đem phật pháp hòa vào nhất cử nhất động trong sinh hoạt thường ngày sự giáo hóa không lời này thường khiến tôi cảm động ở đây tôi chỉ liệt kê vài ba chuyện nhỏ chia sẻ với các vị đồng tham đạo hữu bản thân tiết kiệm rộng rãi với người lão pháp sư tinh thông tam tạng rất nhiều tín chúng trong ngoài nước mời thầy giảng kinh thuyết giới vì vậy cúng dường cũng không ít với những người thông thường vừa mới có tiền thì đầu tiên nghĩ đến cải thiện nhu cầu ăn mặc ở đi lại của mình lấy tiền để hưởng thụ cuộc sống cá nhân nhưng lão nhân gia thì không như vậy vẫn duy trì thói quen sinh hoạt ban đầu ăn mặc ở ờ, đi lại vô cùng tiết kiệm tiếc phước có một lần tôi ăn mì với thầy khi đổ giấm cho thầy tôi không cẩn thận làm đổ hai giọt giấm nhỏ trên bàn đối với tôi đó là việc không đáng để mắt nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi thầy dùng lưỡi liếm sạch giọt giấm trên bàn sau khi ăn cơm xong thầy có thói quen phải đổ một ít nước sôi vào chén để tráng những gì còn dính trong chén sau đó uống. Có lúc chưa tới giờ cơm, nhưng đói bụng rồi, thì thầy ăn đậu phộng lót giả. Dạ. Ngẫu nhiên có hạt đậu phộng rớt xuống đất. Theo tôi thấy thì đồ ăn rớt xuống đất rất dơ, ăn vào không vệ sinh. Huống hồ chi là một hạt đậu phộng thì có là gì đâu. Nhưng thầy khom người xuống đi tìm khắp nơi. Tìm được rồi, để lên tay thổi một cái để vào trong miệng nhai rất ngon về mặt ăn uống trước giờ thầy không xem trọng trước giờ không để tâm về mặt này dùng câu nói của thầy có gì ăn đó tất cả tùy duyên về mặt ăn uống như vậy về việc mặc cũng như vậy một buổi sáng thức dậy tôi vô ý phát hiện áo trong của thầy có mấy lỗ nhỏ sau đó mặc áo len mà thầy lại mặc ngược tôi nhắc thầy áo len của pháp sư mặc ngược rồi thầy không nhanh không chậm mà nói mặc bề phải lại mặc qua bề trái hai bên mài mòn có thể kéo dài tuổi thọ sử dụng của áo len về việc mặc thầy rất hà tiện đối với bản thân vậy mà nhiều y phục của các đệ tử cúng dường cho thầy bản thân không mặc qua một lần mà lại tặng cho tăng nhân thiếu y phục lão pháp sư đối với bản thân tiết kiệm, tiếc phước như vậy, chi tiêu mỗi tháng cực ít, chỉ có vài chục đồng. Vậy mà khi làm việc lợi ích cho người khác lại phóng khoáng như vậy. Thầy thường nói với người trong tự viện một câu: "Có khó khăn gì không? Không có tiền hỏi tôi lấy." Tôi tận mắt nhìn thấy thầy cho tiền người khác, có khi mấy trăm đồng, có khi mấy ngàn, có khi mấy chục ngàn dựa vào sự khó khăn lớn nhỏ mà quyết định cho bao nhiêu. Trước đây không lâu, thầy đi Singapore hoàng pháp, tiến chúng cúng dường thầy mấy trăm ngàn. Theo lý, đã cúng dường cho bản thân thầy, đương nhiên có thể để làm của riêng. Thầy hiểu rõ, trong chùa đang xây tàng kinh lâu, còn phải xây liền bảo tháp trên đỉnh núi, cần tiền gấp. Vì vậy, thầy chưa trở về nước, tiền đã gửi trước về chùa dùng câu nói của thầy Tiền từ mười phương đến vẫn dùng ở mười phương làm việc nghiêm túc, tu trì không giải đãi. Năm nay lão pháp sư đã 83 tuổi, tuổi cao sức yếu, tinh lực không bằng người bình thường. Nhưng việc thầy làm không vì tinh lực có hạn mà qua loa đại khái. Làm mỗi một việc đều đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Thầy có thói quen mỗi ngày viết nhật ký, kiên trì mấy chục năm như một ngày, hoàn toàn không gián đoạn. Có lúc vì quá bận việc, thầy chẳng thà buổi tối không rửa mặt, không rửa chân, cũng tranh thủ thời gian này viết nhật ký hôm nay. Có lúc vì quá mệt nhọc, thật sự không có tinh lực viết rồi. Nhưng sáng sớm hôm sau, trước tiên phải bổ sung vào nhật ký những gì hôm qua còn thiếu, sau đó mới bắt đầu sinh hoạt của ngày mới tôi thường cảm động bởi tinh thần làm việc nghiêm túc của thầy lão pháp sư vang danh bốn biển đặc biệt rất nhiều người viết thư cho thầy đối với từng lá thư gửi đến thầy đều nghiêm túc đọc không xem qua loa cho xong chuyện đối với người viết thư có lúc quá nhiều thư thầy lại hết sức bận thầy kêu tôi thế bút nhưng sau khi tôi viết xong thư trả lời thầy vẫn tự mình xem qua, thấy không có vấn đề gì mới bằng lòng gửi thư đi. Hội nghị và xã giao của lão pháp sư rất nhiều, thường rời khỏi chùa, ra bên ngoài công phu sáng tối cũng không lơ là. Thầy quy định bản thân công phu trước khi thức dậy vào sáng sớm và trước khi đi ngủ vào buổi tối. Khi thầy niệm kinh, niệm Phật im lặng không có tiếng, dùng tâm của mình niệm có lúc sau khi tôi thức dậy, đi vệ sinh vẫn còn buồn ngủ. Muốn ngủ thêm một chút. Vừa thấy lão nhân ra, thầy ngồi kiết già bên cạnh. Lặng lặng công phu, thì thấy ngại, không ngủ nữa. Cũng theo thầy xếp bằng đôi chân lại niệm kinh. Không làm ra vẻ, bình đẳng đối với người. Lão Pháp Sư là Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô ủy viên thường vụ hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh giang tô kiêm nhiệm phương trượng mấy ngôi tự viện danh vọng địa vị rất cao nhưng thầy xem những điều này là mộng huyễn bảo ảnh trước giờ không làm ra vẻ gì bất luận nhân vật lớn nhân vật nhỏ chỉ cần thầy có thời gian thầy cũng đều tiếp đãi một chữ thư pháp của thầy đáng giá ngàn vàng người của các tầng lớp xã hội thỉnh thầy viết thư pháp đều có. Trước giờ thầy chưa từ chối. Tôi nghĩ, không phân biệt cao thấp đối với mọi người đều bình đẳng. Đây là một nguyên nhân quan trọng mà lão nhân gia được đông đảo giáo đồ Phật giáo kính trọng. Tôi nhớ có một lần, một tiểu sa di gặp phải lão nhân gia ở cửa thang gác chật hẹp. Thầy lại đứng một bên kêu tiểu sa di đi trước tiểu sa di cương quyết muốn thầy đi trước thầy vẫn đứng một bên kêu tiểu sa di đi trước tiểu sa di chỉ biết cung kính không bằng tuân mệnh việc này đã làm cảm động đến tiểu sa di sau bao năm vẫn còn say sưa kể lại khắc ghi sâu sắc không quên tôi bên cạnh thầy có lúc thầy đưa bài thầy viết xong cho tôi xem kêu tôi đưa ra ý kiến thật ra với trình độ của tôi làm sao dám đưa ra ý kiến gì chứ? Học tập, học tập thì còn được. Viết đến đây, tôi chợt nghĩ đến công án của rất nhiều cổ đức tiên hiền. Thiền sư trân trọng đối với một giọt nước, thường bất khinh Bồ Tát cung kính lễ bái đối với tất cả chúng sanh. Đại sư Hoàng Nhất và đại sư Ấn Quang quý trọng đối với một cái khăn mặt bị rách, một chiếc áo bông rách, vân vân. Ngôn hành của lão nhân gia và các cổ đức tiên hiền vô cùng giống nhau. Hương thơm đức hạnh của lão pháp sư bay khắp bốn phương. Những điều tôi viết chỉ là một giọt nước trong biển lớn. Pháp âm kỳ 11 năm 1996. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài viên mãn phổ hiền đại nguyện. Nhân duyên của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và Pháp Sư tịnh không rất sâu. Hai vị đều hoàng dương pháp môn tịnh độ, đều hoàng dương bản hội tập vô lượng thọ kinh của cư sĩ Hạ Liên Cư. Khi hoàng niệm lão còn tại thế, Pháp Sư tịnh không nhiều lần đến Bắc Kinh để thăm hỏi hoàng lão. Có lúc Pháp Sư tịnh không còn chưa đến, hoàng niệm lão đã mau chóng đến nơi trú ngụ của Pháp Sư tịnh không trước rồi. Mỗi lần Pháp Sư Tịnh Không nhắc đến niệm lão trong khi giảng kinh, đều tràn đầy lòng ngưỡng mộ và cảm ơn. Đồng thời, nhiều lần tiết lộ niệm lão không phải người bình thường. Pháp Sư Tịnh Không nói cảnh giới của niệm lão vượt qua cư sĩ Lý Bình Nam, thầy của mình, là Phật Bồ Tát Thừa Nguyện Tái Lai. Hoàng niệm lão 6 năm chú giải bản hội tập của Hạ Liên Lão. Sau khi xong bàn thảo, mời pháp sư Tịnh Không viết lời tựa. Sau đó, do pháp sư Tịnh Không ấn tống số lượng lớn ở nước ngoài. 20 năm sau, khi Hoàng Niệm lão vãng sanh, pháp sư Tịnh Không ngừng giảng giải Hoa Nghiêm kinh gần 15 năm. Bắt đầu giảng Đại Kinh Giải của Niệm lão, thị hiện của hai vị lão nhân làm cho học nhân hậu bối cảm động không ngớt cư sĩ hoàng niệm tổ nói về pháp sư tịnh không bằng ghi hình hoa nghiêm niệm phật tam muội luận giảng ký tập thứ hai của cư sĩ hoàng niệm tổ gần đây có một vị pháp sư tịnh không đến từ đài loan ngài ở nước ngoài rất được người khác ngưỡng mộ ở mỹ canada đài loan hồng kông malaysia singapore bản thân ngài là người học triết học sau này học phật rồi giảng hoa nghiêm giảng lăng nghiêm sau này ngài tỉnh ngộ từ hoa nghiêm niệm phật rồi hoa nghiêm không rời niệm phật nói tới nói lui chỉ dẫn về cực lạc bây giờ ngài chuyên tu chuyên hoàng pháp môn tịnh độ chuyên hoàng vô lượng thọ kinh mà còn là bản của thầy hạ ngài viên mãn phổ hiền đại nguyện Ngài chuyển hướng tịnh độ từ Phổ Hiền Đại Nguyện. Trích dẫn Lữ Mỹ Tạp Đàm của Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Không tưởng tượng được chính là vị Pháp sư này. Ngài tên là Tịnh Không. Ngài vô cùng khách sáo, gọi tôi là Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Vào bốn tháng trước, cũng chính là năm 1987, khi tôi đi là giữa mùa thu và hạ lúc đó ngài đang ở đây dẫn dắt hội phật giáo học tập ở nơi này đang học tập cái gì vậy học bộ đại thừa vô lượng thọ kinh của thầy hạ hội tập nhân duyên này rất thù thắng phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh ngài đang dẫn dắt mọi người học tập bộ kinh này mà còn định ra trọng điểm của mỗi một chương mỗi một mục là gì có đoạn kinh văn nào nên học thuộc lòng đây đều do chính tay pháp sư viết in ra cho mọi người như vậy rất nghiêm túc rất có quy cách vì vậy trước khi tôi đến họ đã rất siêng năng và hệ thống học tập vô lượng thọ kinh trước khi ngài bắt đầu dạy mọi người học tập có một lời nói đầu vì sao phải học tập bộ kinh này ngài đưa ra sáu đoạn có lời của cổ đức có lời của danh nhân trong đó đoạn thứ ba thì đưa ra lời của tôi đoạn thứ ba là dùng tiếng trung tiếng anh đánh dấu vì sao phải học tập vô lượng thọ kinh phía dưới là chú giải tiếng anh bởi vì họ là người mỹ mà trong đó đánh dấu đoạn thứ ba chính là cư sĩ hoàng niệm tổ nói như thế nào vì vậy ở mỹ học tập vô lượng thọ kinh Đối với tên của tôi, họ đều rất quen thuộc. Nhân viên phân phát cho mọi người một phần. Và lại, đoạn của tôi còn dẫn ra rất dài. Do có một nhân duyên như vậy, thì đã phá bỏ ba chướng ngại mà phía trên nói rồi. Vì vậy, họ mời tôi đến giảng. Và lại hoạt động tinh xá liên hoa của tôi, họ có thể tham dự được thì đều cố gắng đến. Họ cũng muốn mượn nơi này để nghe Pháp số lần liên hệ hoạt động rất nhiều. Khi tôi đang nói chuyện, trên bàn đầy máy ghi âm. Khi ăn cơm, đi đường, hễ là mở miệng ra thì cái máy ghi âm này không ngừng ghi âm. Tổng cộng ghi hình 5 lần. Khi tôi chuẩn bị đi, hội trưởng của họ đưa tôi đến khoang cửa của máy bay. Đại diện hội Phật giáo, bộ tuyên truyền của họ tiễn đưa tôi. Đây là việc tôi không hề nghĩ đến vì sao hoạt động ở mỹ lần này đáng để nhắc lại với mọi người ở đây vậy bởi vì tôi là tín đồ phật giáo ở đại lục là người đầu tiên đến washington và gặp mặt tín đồ phật giáo bên đó trong ấn tượng của họ chỉ có tín đồ phật giáo đài loan bởi vì người đi qua đó đều là người đài loan pháp sư cũng là người đài loan in kinh cũng đều là đài loan vì cái nhân duyên này mà dẫn đến nhân duyên xem cốc hưởng tập, tịnh độ tư lương của tôi. Pháp sư và quần chúng đều cho rằng rất hay. Vị Pháp sư này lập tức muốn về Đài Loan, vì vậy đem hai bộ sách của tôi tới Đài Loan. Vì sao đem tới Đài Loan vậy? Thiết bị của họ rất tân tiến. Thông qua xử lý của máy vi tính thì biến chữ giản thể mà bây giờ chúng tôi in thành bản phồn thể. Bởi vì người Đài Loan và người Đài Loan sống ở Mỹ xem chữ giản thể của sách đại lục rất phí sức. Vì vậy, họ cần phải chuyển thành chữ phồn thể in lại sách. Sau khi đại kinh giải của tôi in ra, họ cũng dự định làm như vậy. Hội Phật giáo này còn có một đặc điểm, chính là người chủ trì và cả thành viên đều là thanh niên có triển vọng. Đa số đều ở tuổi 30, 40, tràn đầy sinh lực hội trưởng từng là một vị nhân viên khoa học công nghệ của công trình quốc lộ. Người yêu anh ấy làm về máy vi tính, chủ nhiệm của thư viện là một phụ nữ hơn 30 tuổi. Vì vậy, đều là một số phần tử tri thức chức vụ cao cấp, các phương diện đều rất xuất sắc. Trong đó có một người rất có trí tuệ, cô ấy niệm kim cang kinh, niệm đến nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai. Thế là cô ấy đưa ra câu hỏi. Tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa viên mãn. Pháp sư tịnh không đã giải thích cho cô ấy. Vẫn còn bốn câu chưa lật qua. Lật qua thì viên mãn rồi. Xác thực, mặt sau còn có bốn câu. Tất cả kinh Phật cổ dịch thì có của Đại sư Kiu Ma La Thập đặc biệt lúc nào cũng biến tám câu thành bốn câu còn lại các đại sư dịch kinh như huyền trang nghĩa tịnh phiên dịch lại đều là tám câu cưu ma la thập là tổng hợp các ý mới phiên dịch thành bốn câu theo tám câu mà nói mặt sau vẫn còn bốn câu ưng quán đạo sư thể tức pháp giới pháp tánh soạn giả chú nguyên bản của đại sư huyền trang ưng quán Phật Pháp Tánh, tức Đạo Sư Pháp Thân. Pháp Tánh phi sở thức, cố bỉ bất năng liễu. Không thể lấy âm thanh cầu ta, không lấy sắc cầu ta. Đó là gì vậy? Quý vị nên thấy thân thể của Đạo Sư cũng chính là Pháp Tánh của Pháp Giới. Pháp Thân không thể thấy, Pháp Tánh thì không thể biết. Không như suy nghĩ của quý vị, không thể nghĩ bàn đâu. Quý vị không thể nghĩ. Quý vị nghĩ rằng không thể nghĩ. Quý vị không nghĩ thì không thể biết được. Có phải nói đạo sư không có pháp thân không? Phiên dịch như vậy thì viên mãn rồi. Vị nữ sĩ này rất có trí tuệ. Bản thân cô ấy có thể hội được. Bốn câu này là có sự thiếu sót. Do đây có thể thấy chỗ đáng quý của những người họ là kết quả dưới sự dẫn dắt của vị đạo sư này pháp sư tịnh không sau khi trở về mới hiểu rõ nhiều hơn về vị pháp sư tịnh không này ở mỹ lúc bấy giờ đương nhiên tôi biết rõ quan hệ nhân duyên này ngài là đệ tử của lý bình nam ở đài loan vị lý bình nam này ở đài loan hoàn toàn trở thành một người có quyền uy giảng dịch kinh giảng phật pháp dẫn dắt ba đoàn thể mọi người đều kính trọng ông. Hơn 90 tuổi, vãng xanh ông cũng là học sinh của thầy Hạ Liên Cư, cũng là học sinh của cư sĩ Mai Quang Hy, cậu của tôi. Mà Pháp Sư Tịnh Không lại là đệ tử của Lý Bình Nam, sau này xuất gia làm hòa thượng. Người này là như thế nào? Cư sĩ Trịnh Tụng Anh Soạn giả chú Trịnh Tụng Lão khi còn sống là lâm trường của cư sĩ Lâm Thượng Hải, nổi danh là cư sĩ Phật giáo. Viết thư nói với tôi rằng, người này biện tài vô ngại. Tôi chưa gặp qua ngài, nhưng sau khi ngài nghe đến tôi, hoan nghênh tôi đi giảng. Đồng thời, ngài đem sách của tôi từ Mỹ về Đài Loan in. Trước kia, tôi không biết gì về ngài, nhưng cư sĩ Trịnh Tùng Anh ở Thượng Hải biết nói vị này giảng thiền, giảng tịnh độ là biện tài vô ngại ở Mỹ, lúc đó tôi cũng nghe được lời nói này. Nói là lúc trước, trước khi ngài giảng pháp phải chuẩn bị, sau này không cần chuẩn bị nữa, giảng cái gì cũng là tự nhiên lưu xuất. Lúc đó tôi nghe được lời nói này, chỉ cảm thấy đây là một lời nói tán dương của đệ tử đối với sư phụ của mình. Vì vậy không để ý nhiều. Đến khi nghe được Trịnh Tùng Anh cũng nói như vậy, mới xem như thật sự biết được, đây là một vị đại đức. Bằng ghi âm đại kinh giảng tọa của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Phật học viện Trung Quốc năm 1988. Pháp sư Tịnh Không đã viết một bài tựa cho đại kinh giải của tôi, xuất bản vào kỳ Pháp âm gần đây tập san Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Kỳ gần đây là chỉ kỳ thứ 9 năm 1988. Vì vậy, nếu như mọi người có hứng thú về bài tựa này, có thể thỉnh giáo vụ in ra, phát cho mỗi người một phần, bổ sung vào phía trước vô lượng thọ kinh, đại kinh giải của chúng ta. Giống như Pháp Sư Tịnh Không, Thầy tìm được 5 người đem sách của chúng ta in thành chữ phồn thể năm người này hiệu trình đến quyền thứ ba cùng nhau đến trước mặt pháp sư tịnh không phát nguyện. năm người chúng con chọn cả đời này chuyên tu chuyên hoàng tịnh độ hoàng dương bản hội tập của hạ lão đây là việc làm thù thắng. chúng tôi đông người chúng tôi không dám mong đợi như vậy chỉ cần có người phát khởi đại nguyện này đây là việc vô cùng thù thắng. ghi âm cuộc đối thoại giữa cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và Pháp Sư Sám Vân. Vì vậy, vô lượng thọ kinh của Thầy Hạ năm ngoái đã in ở nước ngoài 200.000 quyền. Học trò của Pháp Sư Tịnh Không có người một ngày niệm 12 lần, niệm 3 lần, 5 lần, người thuộc lòng rất nhiều. Các nơi tổ chức tịnh tông học hội đang nghiên cứu. Hiện tại bản hội tập của thầy Hạ thật sự là thiện bản. Pháp sư Tịnh Không đem 9 bản vô lượng thọ kinh cùng in một lượt, in 9 bản cùng một lúc thì rất dễ dàng so sánh. Vừa so sánh thì thấy rõ rồi. Vì vậy, bản của thầy hạ hoàn toàn xứng đáng là thiện bản, vô cùng viên mãn. Lão cư sĩ Từ Hằng Chí nói về Hoàng lão và pháp sư Tịnh Không. Lão cư sĩ Từ Hằng Chí nói trong một đoạn nhân duyên hiệu đính kinh của tôi và lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Theo lão nhân gia Hoàng lão nói với tôi, trước khi pháp sư Tịnh Không xuất gia là đệ tử của lão cư sĩ đại đức Lý Bình Nam ở Đài Bắc. Lý lão đối với kinh Phật và dịch kinh đều có trình độ rất sâu, đức cao vọng trọng, được người Đài Loan kính ngưỡng. Lý Bình Nam là đệ tử của đạo sư Bắc Hạ Nam Mai của Hoàng Niệm Tổ. Sau này, hai vị Đại Đức Hoàng Lão và Pháp Sư Tịnh Không đều phát nguyện Hoàng Dương Pháp Môn Tịnh Độ, rộng độ dân chúng, có thể thấy nhân duyên hòa hợp đều không phải ngẫu nhiên. Tập San Pháp Âm, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, kỳ 11, năm 1992 Cư sĩ Từ Hằng Chí, 1915 2007 Đại Đức Phật Giáo Trung Quốc thời nay Ủy viên Tư Nghị Hiệp hội Phật Giáo Thượng Hải Lâm trưởng danh sự Cư sĩ Lâm Ninh Ba Đệ tử của Thượng Sư Năng Hải Đối với Thiền, Tịnh, Mật Đều thâm nhập nghiên cứu tu tập Có một tác phẩm Hoa Bát Nhã Ảnh hưởng đông đảo mọi người Ngày 5 tháng 3 năm 2007 Vãng Xanh Hưởng thọ 92 tuổi sau khi hỏa thiêu, rất nhiều xá lợi ngũ sắc, xương đỉnh đầu và gân lưỡi không hoại. Pháp sư tịnh không nói về nhân duyên với Hoàng Niệm Lão khi giảng Đại Kinh Giải. Tịnh độ Đại Kinh Giải diễn nghĩa, tập 575. Tôi với Hoàng Niệm Lão trí đồng đạo hợp. Năm đó khi ở cùng với nhau, ở trong nước chỉ có ngài giảng bộ kinh này, ở nước ngoài cũng chỉ có mình tôi giảng bộ kinh này. Khi hai chúng tôi gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Không có ai giảng, chỉ có hai người giảng. Ngài chú bộ sách này tuổi tác cao rồi, sức khỏe không tốt, chịu rất nhiều vất vả. Thân mang bệnh, mang một thân bệnh mà hoàn thành trước tác này. Khi tôi đến Bắc Kinh, tới nhà thăm ngài, ở đây vẫn còn tấm hình kỷ niệm. Ở nhà ngài thấy gian phòng nhỏ của ngài chất đầy những sách tham khảo, tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi hỏi ngài, ngài có được từ đâu? Lúc đó tôi muốn tặng ngài một bộ đại tạng kinh, ngài nói không có chỗ để. Tôi nhìn thấy thật sự không có chỗ để, nhưng những tài liệu tham khảo này, chúng ta vừa mới nói có 83 bộ kinh điển, 110 chú sớ của tổ sư đại đức, số lượng tương đối lớn, không dễ dàng tìm được. Tôi nói đây là tam bảo gia trì, đức của Tổ Tông. Trong hoàn cảnh xấu đó tìm được nhiều tài liệu như vậy. Và lại vô cùng hiếm có nhiều tư liệu như vậy. Ngài chép lại từng câu, từng chữ có liên quan đến việc giải thích bộ kinh điển này, đều chép lại với nhau. Thời gian sáu năm mới hoàn thành. Ba năm hoàn thành bản thảo. Sáu năm viết thành định bản này. Tôi rất cảm động bội phục đến năm vóc sát đất. Nếu tôi không giảng, phụ lòng tâm huyết cuối đời của lão nhân gia. Tôi giảng đến chú giải này, báo đáp ân chi ngộ. Chúng tôi thật sự là trí đồng đạo hợp. Tịnh độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 600 Vì vậy, tập chú của niệm lão có thể hội tập 83 kinh luận. Đó là Phật Chi Phật Kiến và dùng 110 bản chú giải của Tổ sư Đại Đức chú giải bản hội tập này. Vì vậy, Kinh là hội tập, chú giải cũng là hội tập. Thật sự hy hữu khó gặp, chúng tôi đã gặp được. Lần đầu tiên tôi gặp được thì đem in ra 10.000 quyển chú giải của lão nhân gia để lưu thông. Lúc đó ở Mỹ, Ngài chỉ đem theo một bộ sách in dầu. Bây giờ rất nhiều người không biết cái gì gọi là in dầu. Thời kỳ kháng chiến rất phổ biến, tặng cho tôi bản in dầu. Lúc đó tôi đọc qua một lần, hoan hỉ vô cùng. Tôi hỏi ngài, ngài có bản quyền không? Ngài nói không có bản quyền. Tôi nói không có bản quyền thì tôi in ấn ra, có bản quyền thì tôi không dám in. Vì vậy, bộ thứ nhất in ra 10.000 bộ. Ngày mai chúng tôi bắt đầu giảng lần thứ hai. Tôi giảng thêm một lần giảng thêm một lần tôi đưa phân đoạn của tôi vào giảng. Đại Kinh Khoa Chú, tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Chú vẫn là chú giải của Hoàng Niệm Lão. Sáu năm của ngài quá gian khổ rồi, thân mang bệnh mà chú giải bộ kinh này. Tôi thấy được trong lòng cũng rất khó chịu. Cuối đời chúng tôi mới gặp được. Gặp được rồi thật sự vô cùng hoan hỷ. Vào lúc đó, ở trong nước chỉ có ngài giảng bộ kinh này. Ở nước ngoài cũng chỉ có mình tôi giảng bộ kinh này. Vì vậy hai người gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Chúng tôi báo đáp ân chi ngộ lão nhân, cảm tạ đại ân đại đức này của lão nhân, gia trì tất cả chúng sanh mạt pháp. Lời tựa Đại Kinh Giải Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Thích Tịnh Không Mùa thu năm bính dần tôi Hoàng Pháp ở hai bờ Đông, Tây tại nước Mỹ. Qua 10 thành phố lớn, trong số kiều bào có rất nhiều người có thể tin di đà tịnh độ và phát nguyện y giáo phụng hành, hoan hỷ vô cùng. Biết được thiện căn phước đức của họ không thể ước lượng được. Đi qua Los Angeles, tôi gặp được cố nhân anh em nhà họ địch hỏi rằng Nhân dịp thọ bát tuần của cha, chúng con muốn in kinh để chúc thọ không biết thế nào. Tôi khen thật thuần hiếu. Việc thiệt này vượt xa hơn so với việc bạn bè thân thích đến chúc thọ. Vì có thể đặt việc chúc thọ này trong những việc đó sẽ được vô lượng thọ vậy. Tôi lại nói, mùa xuân năm nay, tuyết sư, thầy Lý Bình Nam, Quy Tây. Để báo đáp ân pháp nhũ của thầy, tôi dự định giảng bàn hội tập vô lượng thọ kinh của đại sĩ Hạ Liên Cư Lúc trước thầy từng giảng kinh này ở Đài Trung, đích thân cầm bút mi chú, tức là ghi chú trên lề sách. Đọc kỹ hai lời tựa của Mai Quang Hy, Hoàng Niệm Tổ và lời bạt của Hoàng Niệm Lão đều rất mực khen ngợi. Và 14 điều trong Đại Kinh Hợp Tán nêu trọn bản hoài độ xanh của chư Phật, đích thật là lòng từ bi tha thiết, cố nhiên không cần phải nói, mở sách cung kính đọc vui buồn lẫn lộn. Anh em nhà họ địch bèn phát tâm quyên tiền in 2.000 quyền. Tôi phụ trách 8.000 quyền và hứa sẽ tận lực tuyên dương, kết thắng duyên để vạn người sanh Tây. Giữa xuân năm đinh mão, vô lượng thọ kinh đã in xong, lưu thông rộng rãi khắp trong và ngoài nước. Chỉ nguyện Phật Âm vang xa chấn động tam thiên đại thiên thế giới, gieo hạt giống sen chín phẩm khắp biển khổ. Đầu tháng tư thành lập hội Phật giáo Washington, các liên hữu đề cử tôi làm hội trưởng đầu tiên để giảng đại ý vô lượng thọ kinh. Đồng tu ở Tinh xá Liên Hoa đến báo rằng đã lễ thỉnh niệm công đến Mỹ Hoàng pháp, tôi khen ngợi. Đây là truyền nhân của đại sĩ Hạ Liên Cư. Nơi này may mắn sao cảm được ứng hiện tốt lành của thiện hữu, vô cùng khuyến khích họ. Tôi dặn dò phải học các điều thiện của Ngài, hy vọng họ trân trọng nhân duyên thù thắng hy hi hữu này. Tháng 8, tham học trại hè ở chùa Trang Nghiêm, New York, tôi giảng phổ hiền Nguyện Vương. Ngày giảng viên mãn tôi đến Washington rồi trở về Đà Lạt. Tháng 9, tôi bay về Đài Bắc, Hoàng Dương, Đại Kinh. Trước khi đi, nhận được bộ sách lớn của Niệm Công, mở ra xem chính là chú giải bàn hội tập Vô Lượng Thọ Kinh. Biết Ngài trải qua đầy các gian khổ mới hoàn thành chú giải, mang về mau chóng đọc. Sau khi xem xong, xếp sách thở dài, chánh pháp đã suy vi lâu rồi. Do không có người đề sướng tuy rằng bản hội tập của hạ công hiện ánh sáng rực rỡ nhưng lưu thông không đủ còn nhiều người chưa thấy chưa nghe tuy rằng tôi đã nhiều lần đề xướng in ấn nhưng cuối cùng vẫn chưa thể mỗi người một quyền huống hồ chi người giảng kinh này hiếm người chú giải lại ít thường thấy chỉ có tiên chú của đinh phước bảo nghĩa sớ của cát tạng đời đường viễn công đời tùy mà thôi nghĩa sớ của viễn công sáng tỏ nhất trong ba bản trên. Tiếc rằng câu chữ ngắn gọn, người hiện nay tương đối khó nghiên cứu học tập. Trước đây, tôi xem đây là kinh quan trọng hy hữu thứ nhất. Thật sự là nói tường tận về sưng tánh như lai, nghi thức độ hóa mà chúng sanh vốn sẵn đầy đủ, liễu nghĩa của nhất thừa, tổng môn của vạn thiện, cương lĩnh của các kinh tịnh độ, đại kinh, căn bản của tịnh độ, tam kinh nhưng chưa thấy vị hiền đức đương thời chú giải. Lúc bấy giờ cảm thấy hối tiếc, không ngờ hôm nay đã có bản chú giải này, há không phải là điểm báo tránh pháp hưng thịnh, nhân duyên phước đức của chúng sanh cảm được sao? Lại đọc lần nữa, càng cảm thấy ngài giải nghĩa tỉ mỉ, tường tận, diễn giải xác đáng, dẫn chứng rộng rãi, lấy đầy đủ tư lương tịnh nghiệp làm nhiệm vụ cấp bách lời văn chân thật làm cảm động lòng người sâu sắc. Than ôi, pháp môn Tịnh độ cực kỳ khó tin nhưng vô cùng dễ hành. Thật khó nói rõ nghĩa kinh. Hôm nay có bản kinh hội tập này, lại có chú giải kinh này góp phần làm rõ nghĩa kinh, Hoàng Dương tuyên giảng rất hỷ duyệt. Tuổi này đã 60 tuổi, tin sâu tịnh độ là pháp môn độ sanh thành Phật bậc nhất của tất cả chư Phật. Người có chí hướng đại thừa ở đây nhất định phải đọc. Người rộng độ chúng sanh hữu tình ở đây nhất định phải hoàng dương. Do đó phát nguyện mãi mãi đọc tụng, khuyến tấn hành giả. Thế là tôi kiên quyết nhận trách nhiệm lưu thông, ấn hành 10.000 bộ. Là người đề xướng, tôi tha thiết nguyện cầu như bổn nguyện của niệm công các nơi nghe được đều hưng khởi người in ấn vô lượng người đọc vô lượng người phát âm được lợi ích cũng vô lượng xoay chuyển kiếp vận trong lời bạt niệm công có nói in kinh này nhiều thêm một bộ tăng thêm một người chỉ tụng thì giảm đi một phần nghiệp lực xoay chuyển một phần thế vận ngưỡng mong các trưởng lão đại đức hoàng pháp người có tài đức lo cho đời cùng hợp lực đề sướng phổ biến rộng rãi hy vọng khiến bộ kinh này chiếu chân đạt tục sự lý song dung bảo điển thu nhiếp cả phàm thánh tánh tu bất nhị được quang minh chiếu rọi khắp nơi phật nhật thường huy liền ngấm ngầm tiêu trừ tai họa hộ trì luân thường kỷ cương hiệu lực của vị tướng vĩ đại có được không lời nào nói hết kế sách trị tận gốc không gì hay hơn kinh này trong những yếu quyết cứu đời cũng không chi quan trọng hơn kinh này các vị cao niên thạc đức hiền tài đã xem đều cùng đồng tình xin chớ xem thường hay sao lời nói này thật là không thể nghĩ bàn người trợ giúp biên tập hiệu đính bản chú giải này có các vị giản phong văn diêm thủy ngạn nguyễn quý lương Lý Diễn Trung, Trịnh Quang Huệ, vân vân. Sau khi hiệu đính xong bản chú giải, lãnh ngộ sâu sắc những chỉ thị trong kinh chú, mỗi người đều phát đại tâm, nguyện hết thọ mạng chuyên tu chuyên hoàng, các vị giản, diêm vân vân đều tốt nghiệp đại học, tin mình có nhân duyên thù thắng với bản chú giải này, tới thỉnh tôi giảng dạy kinh này và các kinh luận tịnh độ khác để làm tư lương tu tập và Hoàng Dương. Tôi vô cùng hoan hỷ, không dám nói mình học thức nông cạn mà khước từ sự thịnh cầu. Nguyện tôi và các đồng tu, tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, giải đồng Phật, hạnh đồng Phật thì nhất định được chư Phật hộ niệm. Tất cả Bồ Tát ủng hộ đều được thượng phẩm, thượng sanh mới không phụ lòng khổ tâm hội tập và chú giải của hai vị đại sĩ liên và niệm công niệm công không nề hà học thức nông cạn, căn dặn viết lời tựa kinh này. Vì nghĩa không dám từ chối, kính cần thuật lại nhân duyên thù thắng với các thiện tín mà thôi. Ngày Chư Phật Hoan Hỷ năm Mậu Thìn 1988 Tịnh nghiệp học nhân thích tịnh không kính ghi tại Hội Phật giáo Washington Tạp chí Pháp âm Tập San Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, trang 19, kỳ thứ 9, năm 1988.